Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 2 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Chiều ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi tới toàn thể quý vị những sản phẩm, đó là những cái đơn hàng nhạc cụ dân tộc lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên là cái đơn đàn nguyệt và đàn bầu lắp mạch điện thường được chốt cho bác Lê Văn Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác ấy mua một cây đàn nguyệt gỗ hương. Đây, cái đàn nguyệt gỗ hương đây quý vị nhé. Đó. Được khảm chai rất là đẹp, tút tát rất là đẹp. Thì Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc đang bán cái đàn nguyệt gỗ hương này với giá là 1.500.000. Đó, được tặng một bộ dây phụ và hai móng gẩy. Ngoài ra thì bác này lấy thêm một cái bao da đựng đàn như thế này với giá là 150.000, bao da ba lớp. Đấy, để giá gốc quý vị nhé. Được chưa? Thì đây, bác lấy thêm cây đàn bầu này, cây đàn bầu gỗ thường. Đó. Đàn gấp gỗ thường, nắp mạch điện thường. Đó. Và loa lén này. Chi phí này, tất cả là tổng hai đơn hàng của bác đấy là trừ chiết khấu quà tặng cho bác ấy là tổng hai đơn hàng của bác là 3.400.000 cho hai đơn hàng quý vị nhé. Đó, thì lát nữa Trung tâm sẽ test lần lượt từng đơn hàng cho bác ấy. Đơn tiếp theo là đơn của bác Nguyễn Minh Trường ở tỉnh Tiền Giang. Bác lấy một cây đàn bầu gỗ thường gấp nguyên đàn không thôi. Đấy, lấy nguyên đàn không thôi. Đàn gỗ thường gấp. Thì bác này có đặt lấy thêm một cái bao nhưng mà hiện tại đang hết bao rồi, thì là tổng tiền hàng của bác ấy một cây đàn gỗ như thế này là với giá là 800.000 các bác nhé. Thì những năm trước là năm 2019 đến 2020 thì giá là từ 600.000 đến 700.000. Thì đến năm 2021 thì cây đàn này là giá của nó là 800.000 quý vị nhé. Hoặc là quý vị là nếu mà bác nào mà cảm thấy đắt thì các bác có thể tự làm đi. Đấy, tự cắt gỗ tự làm. Thì các bác sẽ thấm thía được cái cảm giác là làm ra được một cây đàn bầu bán với giá là 800.000 mà trong đó là có khảm chai. À, có bản lề này, gấp này, có cần bằng sừng này, có phễu này, có khóa này, có mô bin này. Đấy, có đầy đủ như thế này. Làm được đẹp như này. Đó, thì các bác bán với giá 800.000 thì các bác thấy là có lãi lờ không? Đó. Thì các bác sẽ đánh giá là cái chất lượng, bác nào kêu đắt nhá. Đấy. Được chưa? Và đơn cuối cùng là đơn đàn tranh gỗ muồng 17 dây được chốt cho bác Đỗ Đình Chiến ở tỉnh Bắc Ninh. Đấy, bác lấy cây đàn tranh này gồm được gắn mic thu ở đây. Mic thu là gắn sẵn cho bác ở đây. Cây đàn được tặng một bộ dây phụ này, một bộ móng này, một khóa tăng dây. Đó. Tổng tiền hàng của bác ấy là 2.500.000 tiền hàng quý vị nhé. Đây, cây đàn là gỗ muồng, vân gỗ rất là đẹp. Gỗ muồng 17 dây. Đó. Nhạn đã được căng lên rồi nhưng chưa căng dây chuẩn, bởi vì còn quá trình vận chuyển nên về các bác chỉ việc căng dây lại và các bác chơi là xong. Mic thu đã gắn ở đây rồi. Thì về các bác lấy một cái dây tín hiệu này. Đó, một cái dây tín hiệu hai đầu 6 ly nhé. Một đầu chúng ta cắm ở đây. Một cái dây như này. Cái dây như này em đang bán là 150.000. Một đầu cắm ở đây này. Đấy. Một đầu cắm ở đây. Một đầu còn lại như này nhé. Chúng ta cắm một cái cổng mic ở trên dàn âm thanh chúng ta. Đấy, và chúng ta phải ngồi xa một chút, cả là rú rít. Ngồi gần như này thì nó sẽ rú rít này. Rồi, chúng ta cắm vào cổng mic, lỗ mic trên dàn thanh chúng ta chẳng hạn. Đó. Và chúng ta đánh nó sẽ ra dàn âm thanh. Đấy. Các bạn nghe nhé. Được chưa? Rồi, đây em chưa căng dây. Rút bỏ đi này. Rút bỏ đi thì nó chỉ kêu đây thôi. Được chưa? Rồi, đây là đơn hàng đàn tranh 17 dây chốt cho bác Đỗ Đình Chiến. Thì bây giờ em đã test sơ qua cái phần mic cho các bác xem rồi. Thì các bác đặt hàng cái sản phẩm như này thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634 982. Em nhắc lại số điện thoại là 0989 634 982. Các bác có thể nhập số điện thoại của em vào Zalo, nhắn tin trò chuyện qua Zalo với em quý vị nhé. Đấy. Đàn thì sản phẩm thì em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Bây giờ em chỉ giới thiệu qua sơ qua về những cái đơn hàng được lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Nếu các bác nào mà muốn xem cái sản phẩm gì, các bác search từ khóa, ví dụ là muốn xem đàn bầu thì các bác search từ khóa là bán các loại đàn bầu tại Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc, nó sẽ ra các loại đàn bầu cho bác, hoặc là các loại đàn tranh hay là các loại đàn nguyệt. Được chưa? Đây, cái đàn bầu của bác Nguyễn Minh Trường ở tỉnh Tiền Giang thì chúng ta phải dùng một cái dây 5m hay đầu 6 ly như này này. Một đầu chúng ta cắm vào cổng 6 ly, ổ 6 ly ở trên đàn như này.
Một đầu còn lại chúng ta cắm vào cổng mic trên dàn âm thanh chúng ta. Đây. Được chưa? Đấy, là loa bắt đầu nó kêu. Đấy, muốn to thì vặn to lên. Ok chưa? Đấy, đấy là cây đàn bầu không mạch điện quý vị nhé. Thì chúng ta cắm vào cổng mic trên dàn thành chúng ta là chơi. Đó là đơn của bác Nguyễn Minh Trường. Đấy, hoạt động bình thường. Sang tiếp theo là đơn của chú Lê Văn Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Là cái đơn đàn bầu của chú đây, nắp mạch điện thường này. Thì cái mạch điện này có một núm volume to nhỏ, một bát, một chép và một cục nguồn 12V ở đây. Ta sẽ kết nối với cái đàn bầu. Đấy, chân nó cắm ở đây này. Đây cũng tắc tắt mở này. Và đây là ổng cổng 6 ly để ra loa. Và bên này có một cổng nữa. Một cổng này cắm vào cổng mic trên dàn thanh y hệt như cây vừa nãy này em vừa test đấy quý vị nhá. Cổng bên này. Đấy, chúng ta dùng cái dây này. Một đầu cắm đây, một đầu còn lại cắm cổng mic trên dàn âm thanh cho nó đánh ra âm thanh. Còn ổ bên này chỉ đánh ra loa lén, trực tiếp ra loa lén từ 15 cho đến 30W quý vị nhá. Đấy. Được chưa? Cắm vào như thế này. Cắm bằng 6 đít loa lén này. Ở 6 đít loa lén này em cũng hàn một ổ như này rồi. Rồi chúng ta cắm vào là xong. Lúc này ra thì kết nối đến điện. Bây giờ ta sẽ cắm cái cục nguồn này vào ổ điện này. Đấy, chúng ta sẽ bật công tắc này lên thì đèn nó sẽ báo lên, báo đỏ lên. À, đèn báo đỏ lên lúc này tín hiệu nó ra loa lén. Căng dây. Ra chỉ trên loa nén quý vị nhé. Được chưa? Đây còn cái mic dán này. À, mic dán này về các bác ra nhìn theo cái hình đằng sau này. Các bác dán theo này. Em thử mic dán luôn cho các bác xem. Bóc thử mic. Này chúng ta dán là mặt đàn nguyệt như thế này quý vị nhé. À, chúng ta dán ở đây. À, thì con này, cái này chúng ta sẽ vít ốc ở bên dưới này. Như này. À, được chưa? Vít ốc như này. Thuận chiều nào ta vít chiều đó. Một là vít chiều này, hai là vít chiều này. Đấy, còn chúng ta bóc cái giấy. Ở đây nó có giấy màu trắng để bóc ra. Mà chúng ta dán ở đây làm sao nó đẹp. À, dán làm sao để mà cách cái khoảng cách để mà cho khi thay dây chúng ta thay được dây nhé. À, chúng ta dán chặt thì nó không bị rè. Sau đó chúng ta kết nối này. Dây 5 mét hay đầu 6 ly đúng không? Một đầu kết nối vào đây. Đó. Một đầu còn lại cắm vào cổng mic trên dàn âm thanh. Đó, chúng ta thử. Rất là ok các bác nhá. Các bác quan tâm những cái sản phẩm như này nhấc máy liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Giờ em sẽ đến công đoạn là dán tem bao bọc đóng gói đơn hàng trong buổi chiều ngày hôm nay.
Sau tất cả những đơn đặt vòi vào bảo kim nhé, bảo anh nhận được đánh dấu nốt tất cả đơn đặt vòi tất cả kể nhau đánh dấu các cái không là rảnh anh đánh một loạt cái đơn đặt vòi cái này là cái kính dán màn hình đàn có gần nhất là bảo nhớ bảo anh đánh dấu mặt trái mặt phải thì người ta về thấy cái đấy hôm qua chẳng hạn như hôm qua là 4 tấn nhưng mà quên đấy đấy thì là
gì. Nguyệt cho con này em ạ. Cái đàn nào cho bao đây? Đàn này. Thank you.
Thank you.
Cô cứ cho đi hai đơn nha. Cho hai cái cả hai. Nặng là quăng đi. Tải hay là bìa mỏng cũng được. Biết rồi, hai bên. Lên vừa à. Đấy, lên
Thank you.
tải. Như vậy là vừa rồi các bác đã theo dõi chi tiết tổng thể những đơn hàng trong buổi chiều ngày hôm nay, là những cái nhạc cụ dân tộc được đóng gói rất là kỹ lưỡng, bao bọc rất là cẩn thận để gửi lên đường. Thì trung tâm cũng cảm ơn các bác đã tin yêu và ủng hộ trung tâm Vĩnh Phúc. Thì chúc các bác có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Em xin phép kết thúc tại đây. Xin kính chào và tạm biệt toàn thể quý vị.